Chào quý vị và các bạn đã trở lại với channel của Thị Chiến. Thì hôm nay tôi sẽ chuyển đến cho các bạn bộ 6 cây tùng 10 tỷ đã được giao dịch, nhưng mà tất cả đều chuyển khoản hết các bạn nhé. Thì cũng là lúc sáng thì đông người, với lại là giờ tôi mới rảnh được thì tôi mới ra làm cái clip này gửi đến cho các bác. Thì cho các bạn đây là cây tùng La Hán, nó rất là đẹp. Cây này thì có giá là được anh chủ vườn đấy, anh báo cho là tức là đã giao dịch xong rồi cái giá của từng cây một nhé. Cây này là nó 6 tỷ này, tức là bán về cho một người ở Thái Nguyên. Đây là cái chân bệ của nó này, nó vanh rất là to. Chân bệ thì là rất là chuẩn chỉ luôn, thân cây lắc lư đẹp u cục sần sùi, cành nhánh thì cũng rất là đẹp. Chân bệ nó tỏa bốn phương tứ hướng, chỗ nào cũng đẹp, nhưng mà đây là mới chỉ có một nửa vòng của nó thôi. Những vết cắt rất to nhưng mà đang liền tịt lại hết rồi, những vết cắt trên kia kìa, còn cái ngại ngọn lên là đánh tròn lại rất là đẹp, đúng là 6 tỷ xứng đáng, người mua cũng xứng đáng, người nhận công sức cũng xứng đáng. Đây là cái chân bệ của nó ở bên này các bác nhé, nó cái hướng rễ rất là đẹp, không chê được, rất là tuyệt vời. Gốc bổ ngọt trị. Bộ tay cảnh thì rất là uốn lượn mềm mại. Các bông mầm tay cũng rất là đẹp. Hàng này về chỉ có chơi chứ không là phải làm gì nữa đâu các bác. Cái tay phóng cũng nhìn rất là hay, điệu con tử cũng được này. Các bóng tay của nó được giặt rất là đẹp. Thực ra tùng mà đi tìm được những cái cốt tùng như thế này thì rất là hiếm, rất khó các bác, khó tìm lắm. Thân thì bạnh bẹ kìa, ở trong này nhá, nó bạnh, nó bẹ, nó bẹt ra đấy, nhìn rất là khó, khó tìm được những cái thân như thế này. Cảnh rất là sạch. Bệ móng đẹp lắm, cái này thì cái tử nó hơi kém một tí. Và tiếp tục đây là cây thứ hai trong bộ 6 cây này. Cây này thì là cây 3 tỷ nhé. Cây này với 3 tỷ. Vâng, cây này thì 3 tỷ, còn cây này là bên này là 6 tỷ này. Cây này thì bông tay cốt của nó cũng đã được ổn định rồi. Chân bệ thì rất là đẹp, nó có một cái rễ bắt từ trên này xuống. Nó đi từ trên này xuống này. Rất là điệu nghệ này.
trình làm cây này thì rất là cao. Bệ của nó là bệnh bệ, thể hiện sự già cỗi lâu năm, xứng đáng với cái giá tiền đấy. Cây này thì chỉ có một cái điểm là cái vết cắt của nó hơi to một tí, nhưng mà đang trên đà hoàn thiện cái vết cắt đấy, và có đem mấy cái tay nhỏ vào. Cái đấy thì cái lỗi ấy thì mình không cần tính, nhưng mà cái cảnh của nó từ trong ra rất là choáng ngợp. Cây lực nhìn rất là đẹp, chân bệ rất là vững chãi. Tất nhiên thì đi làm clip cho các bác, nhưng mà nhìn nó mê lắm các bác ạ. Nếu các bác ở gần ở đây thì nên đến để xem cái bộ 6 cái tùng này. Nó là tổng tiền là 10 tỷ 6 cây, nhưng mà hai cây này nó nhiều tiền nhất, còn 4 cây kia thì nó ít tiền hơn, nhưng mà cũng rất là đẹp. Để từ từ rồi mình sẽ hướng cái clip này đến cho các bác. Cây này cái bộ bông tay của nó các bác nhìn nhé. Dăm chi cũng rất là đều, rất là đẹp. Cảnh thì người già nhìn rất là sướng. Và tiếp tục chúng ta cùng đến với cái bộ 4 cây nhỏ 1 tỷ. Đây là cây thứ nhất trong bộ 4 cây ấy. Thân cấu trì uốn lượn rất là dẻo, đẹp. Đã cành nhánh đã được đi vào phông của nó rồi. Cái này chỉ chơi rồi chờ đến ngày nó thể hiện cái sự già cỗi của nó thôi các bác ạ. Trong thân của nó thì vặn xoắn cũng rất là đẹp này. Cành nhánh thì đúng các điểm của nó. À, đây là một nhà của nhà vườn ở Tiền Giang các bác nhé. Cây lậy, nhắc đến cây lậy thì giới chơi cây kiểng cả nước, đặc biệt là cái dòng tùng với dòng mai, nó là vựa cây lớn nhất của miền Nam, tập trung những cái cây đẹp hàng nhiều tiền ở tại đấy nhé. Và tiếp tục là đến với cây thứ hai trong bộ 4 cây. Cũng cây này với cây kia vừa rồi, cây thứ nhất trong bộ thứ quý này thì nó là một cặp các bác ạ. Nó lắc rất là mềm mại, uyển chuyển, xứng đáng với những cái đồng tiền bỏ ra. Người góp sức, người góp của, trao đổi lẫn nhau, phải có như thế thì mới sinh ra được những cái tác phẩm nó đẹp thế này. Cũng là số tiền thì nhiều, nhưng mà khích lệ cái tinh thần xứng đáng của người làm. Thực ra thì những cái cây nhiều tiền thì tôi cũng không có, nhưng mà đi xem nhiều thì biết nhiều, cũng biết được nhiều thông tin. Nhưng mà nhìn ngắm thì rất là sướng, mà rất là xứng đáng. Tôi không lấy so sánh ra với những cái cây khác, nhưng thấy nó cái giá của nó là rất là được. Vì bây giờ những con tùng này nếu ở ngoài miền Bắc mình mà mua thì không phải giá ấy, chỉ có mua của nhà vườn, người ta giảm giá được một tí thì nó mới mua được các bác ạ. Và tiếp theo trong bộ 4 cây 1 tỷ này thì đây là một cây trực nữa. Cây này thì nhìn rất là hay, thân cũng đẹp. Tôi đi sinh vật cảnh Thanh Hóa lần này, tôi làm clip thì mỗi loại cây thì tôi làm theo một clip, chứ tôi không quay đại trà, không quay tất cả. Vì quay tất cả như thế thì ngắm nhìn cũng không không
không được nói như ý, nên là các bác thông cảm và hiểu cho tôi. Chúng ta hãy hiểu về cái vấn đề của nó, chứ còn không phải cứ xem đẹp thì ai cũng có hết, ai cũng quay hết, đúng không các bác? Đấy cũng là một số lời tâm sự bộc bạch của tôi. Thì hầu như tất cả thì những cái thông tin thì chúng tôi không đưa quá lên được, chúng tôi cũng không nói quá, mà tất cả đều tham khảo của nhà vườn, xong rồi chúng tôi mới đưa những cái thông tin ấy vào trong clip để gửi thông báo lên cho các bác. Và tiếp tục, đây là cây thứ tư trong cái bộ 4 cây 1 tỷ, 4 cây nhỏ. Cây nào cũng đẹp. Cái tay này thì nó cũng tính là, nếu mà dòng tùng thì tính đây là con tử các bác ạ. Rất là điệu nghệ. Cái tay T1 của nó các bác này, nhìn mê ly luôn các bác ạ. Đây một tay nữa này. Rêu mốc đắp rất là cẩn thận. Những cây này về mà thay chậu vào một cái nữa nó khác hoàn toàn ngay. Đẹp lắm, không thể nói được gì hơn nữa. Cây này các cái cút cành được hoàn thiện nhiều hơn so với các cái cây khác, nhưng mà người ta bán theo lô thì phải chấp nhận như thế. Còn riêng cái cảm nhận của tôi, cây này nó cũng là thuộc dạng là cây nhiều tiền chứ không phải cây ít tiền, vì theo lô thì phải bán theo lô. Đây là các bác được ngắm nhìn bộ tay cành ngọn của nó nhé, nhìn vân mây rất là đẹp, sừng sững giữa bầu trời. Thôi có thể là clip này thì em cũng xin kết thúc ở đây. Nếu các bác thấy hay thì hãy like, share, chia sẻ kênh, nhớ nhấn chuông để nhận những clip mới nhất của Thủy Chiến Channel các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bộ 6 cây tùng 10 tỷ đến đây là kết thúc.